là lấy làm gì? Đó. Thì tôi em đá rồi. Ủa? Ôi mà là đồng mà là sông mà là ơ. Tình yêu ơi. Sao sông này dù mỗi tình là phù. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Mình là đang chỉ mà. Ngày chỉ đôi mươi em vừa mới chào đời. Hello, xin chào cả nhà. Trời ơi, lâu nay là Sơn ông Sơn Ngố là ông thấy cũng ngoan, thấy cũng được quá rồi, thì tự nhiên mấy giờ hôm trở lại đây. Ổng bộc phát lên, ổng xung khí, ổng xạo xạo, ổng đía, ổng bị khóa mình mấy hôm nay. Trời ơi trời. Hết cái vụ khoai mì ổng đầu trụi lũi hết mấy khoai mì, chưa có tính xạo không. Tới giờ cái hồ cá của mình trong cái bạc cá lóc nè, cá chê, cá rô, cá này kia nọ. Trời ơi, cũng may ổng ra, ổng câu cá chỉ dính con cái lưỡi rồi, nó mất cái nuốt, mất cái lưỡi lên thôi, còn câu nữa. Công nhận nha, ổng cỡ này ổng dữ lắm rồi, thấy không? Được nước làm tới, thấy mình nhịn làm tới thôi nè. Nhịn được không? Sao mà nhịn được? Mà từ sáng giờ á, ổng nói để gì quy sinh tồn, quy lý sinh tồn cái chòi của mình á, tính dở chứng cái chòi mình gì nữa này nè. Đâu có để ổng kiếm chuyện hoài được. Trời ơi, mình là đang chỉ mà. Ngày chỉ đôi mươi em vừa mới chào đời. Con các bạn, mình là đang chỉ. Mình lớn hơn, mình lớn hơn 5 năm lận. Mà mình không lẽ mình ngu hơn ông sao? Đâu có được. Sao đó được. Từ sáng giờ ông giờ biết mình 3-4 năm quận rồi đó. Là mà như có trời ơi, làm gì từ đó? Ôi rồi, cái gì? Cái gì? Làm gì ra, chua hoài giống chứ ra. Trời ơi, trời ơi, ta đang bán bộ. Mới bán xong luôn á. Chưa luôn rồi. Thì thôi, về đi, chứ ra liền, cũng ra liền. Đi nãy giờ không mỏi vò đi mấy quận luôn. Mới có 4 quận chứ nhiều lần ngoài á. Dạ, ra liền đi. Rồi, thấy vui rồi, ổng mơ cái là khỏi xin gì luôn á. Chắc xin ăn luôn quá rồi. Thôi đi ra. Thôi đi đi. Trời ơi, trời ơi, quá. Ai chứ nhỉ, phải lên kế hoạch A, B, C. Mình như vậy mình lớn rồi, mình đâu có để không qua mặt mũi luôn á nha. Trời ơi, trời mặt mũi này đi. Mình đã đang chuẩn bị một kế hoạch rồi. Bây giờ không có thời gian các bạn, một ngày nữa bây giờ là mình làm liền rồi các bạn. Để các bạn ủng hộ mình nha. Để trộn sự ngố chứ cũng làm gì hoài xong được. Sự báo chứ. Giờ mình phải đi đường vòng, đường sau mới được. Đi phía sau. Đi đường sao cả trời. Mình đường chính chính mà hôm nay mình phải đi lén lúc vậy nè. Thiệt tình chứ. Trời ơi trời. Ngồi đây mà nghe tiếng. Tiếng cũng lại bẹp. Trời ơi trời. Gà gáy nữa chứ. Trời ơi to lắm cái gì vậy trời. Ngoài nó không vô. Thank you.
Ông nhai vậy gắt ông ta nhà ơi, ông nhai. Đàn ông nhiều nhai như vậy gắt rồi trời. Bộ người. Alo. Trời Phật ơi, người ta đang ngắt đường, ông là quý này vô duyên á. Sao mà đó được. Tôi đang quán đồ. Cho tôi được không, chờ tôi không. Nói cùng tôi bán đang bán đồ lu bu. Tôi đoàn không có không mà ông làm hối 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 từ sáng giờ. À biết không, đi đâu đi đi. Ừ đi đi. Con gà. Let go. Chết mấy cái con. Ấy nha. Khóa cửa làm sao vô cả nhà. Trời ơi, ở nhà chị mà đặt khóa cửa. Khóa cửa. Đời ai đưa trước, ngày mai ta vẽ ra sao. Ở nhà chị mà. Chịn dữ ơ. Ở nhà chị mà khóa cửa nha. Ồ. Cái cọc. Ê. Ở nhà mình người đập khóa cửa nhà. Trời ơi trời. Cưng còn non lắm em ơi. Ngày chỉ đôi mươi em vừa mới chào đời. Chiếc này á là để mình phải cho Sơn báo đừng bài học. Trời ơi. Nhìn con gà này nè. Nhìn mặt con gà này, nhìn nhớ mặt mặt của ông Sơn báo liền. Sơn báo nè. Cưng con gà lắm nè. Nãy mình nướp phía sau mà thấy ổng ha. Cho ăn rồi làm tắm rửa lòng phun lòng kỹ lắm. Nhìn con gà thấy mắc ép rồi. Ở nhà mình à, mày đặt chưa xin phép mình chưa nói gì nuôi gà. Trời gà đem trời nó ỉa kìa. Trời ơi trời vô ỉa tùm lum hết trơn. Mày đặt nuôi gà rồi nữa. Ủa gà phải rồi. Gà nuôi gà nhà mình á là gà của mình. Hôm nay mình thuê nhà đây là mình chủ nhà thì có quyền đạo không ở nhà đó, là gà của mình vậy là sao nè xung vào con quỷ ở đây gà xung với tay gà đá ổn gà đá à.
nhìn con gà nhìn là thấy táo rồi, nhìn mặt thấy táo rồi. Nhà có hiếu quế rồi đặt nuôi gà nuôi vịt, gà gà đá đồ mới dèo à, xung vào con quỷ. Nhà sơn báo có con nuôi con gà báo, bỏ mặt nước sôi bỏ vô nồi là hết báo. Trời, chơi không biết nó gà còn mất xác luôn. Tôi
tôi đâu biết con gà nào ăn tôi đâu chứ quyết. Ủa tôi đâu biết, tôi tưởng là gà mày để đá thì tôi đi bắt đi đá rồi. Bà bắt ngáo nữa rồi bà không biết chăn sao gì bà ôm rồi bà thua nhiều trăm sậy thì tôi tính nói là rồi đó. Bây giờ tôi đợi ra đợi ông về, tôi chưa kịp nấu gì chân lâu giờ đợi tôi về làm gì. Tôi đợi ông về đặt tôi nói nè, bây giờ tôi thua năm sậy phải trả tôi năm sậy. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Trời ơi, trời có chuyện này nữa hả? Ủa nuôi gà đá mà sao là gà đá thức heo rồi kêu nhau. Trời ơi, tự nhiên gà tôi mắc rồi tôi phải trả cho bà năm sậy, anh trả em năm sậy là tiền gì trời? Tiền gà đá. Tiền gà đá gì anh, tôi đá lắm gì đâu. Đá tôi đá mua. Thôi gì trời. Em đá tự nhiên mất anh trả tiền năm sậy. Gà thức heo. Lắm thiệt à. Đá đồi, đá nhảo, đá luôn rồi. Đá luôn rồi. Đá luôn rồi. Gà gì đâu, trời ơi. Gà gì đâu, nó nghe nổ, nghe trên tiếng ông biết nuôi gà, gà đá rồi giữ không thức, đút con gà gì đó. Gà không giữ mất tiêu rồi nè. Phải tôi giữ rồi, đâu quá. Gì? Gà giữ, ừ đúng rồi. Thì mắc cái đó, mắc cái đôi. Người mắc tôi đền tiền vậy trời. Thì năm xây, tiền tôi đá luôn. Đời ai biết trước, ngày mai ta sẽ ra sao. Ủa không biết. Tự nhiên em đã thua anh rồi anh không xỉ. Chứ sao ai mượn người ai đỡ. Để chơi kỳ vậy trời. Chứ sao. Có vụ này nữa hả. Rồi giờ rốt cuộc có đòi anh xỉ không. Thôi giờ kỳ vậy ta, còn con gà của anh mà. Con gà anh hả. Ờ vậy thôi con gà con chứ là chỉ thôi xù đi. Sao là hoài không đòi anh xỉ không. Ừ. Ờ trời, tôi tự nhiên mất tên đời năm sậy không biết tiền gì luôn. Ủa? Rồi tôi nói trước nha. Tôi cho thuê nhà. Mà cho tôi thuê ông hoặc tôi giữ ông thôi chứ tôi không giữ con gà. Còn con gà mất tôi không giải quyết. Còn cái vụ tôi bắt đi đá là tại ông thôi. Gà hay gà xịn nào đá ăn người ta rồi. Bắt sáng luôn rồi, nó đá ra là bắt sáng qua chăm luôn đó. Gà thơm ăn tôi nhốt tay cái tôi bắt tôi đi ra mua nữa đâu đòn chiếc sau không phải đòn. Ủa vậy là mà đi vô hả? Xong công chuyện rồi. Ủa gà thì tôi nói rồi đó. Xong chiếc sau mà để đây nữa là tôi xung cái tay tôi ngứa nữa bắt đi ra nữa là chiếc sau không phải đòn nữa tôi đấu đầu chứ. Vậy trời là con gà tôi gà vậy thôi thôi là xung gà tôi có đòn năm sĩ rồi. Không có năm sĩ. Vậy là hoài phải không? Hoài. Ủa kỹ ta. Dạ Huỳnh mà sao mắt mình đợi năm sĩ vậy trời. Vậy là không đền là què. Đúng. Đầu tiên á. Đợi thôi à. Không nuôi nữa nha. Nuôi nữa là tôi biết à. Chiếc này mà thua nữa là ông đền thiệt á. Wow. Gì trời. Ủa mà nó gà của tôi mà trời. Gà tôi sao tôi phải đền nóng sĩ đền cháo trời. Rồi tự nhiên là tôi không cần tiền rồi tôi mất luôn con gà. Vậy là rốt cuộc rồi con gà tôi đi đâu trời. Gì trời. Đi tàu ao rồi đó nha.